Thì cái ấm này rất chi là đẹp các bạn, cái ấm mình sướng rồi các bạn. Đấy, cho nên là mình đang lo chùi để mình bảo vệ cho cái ấm cho nó được sạch sẽ. Nó có sạch sẽ thì nó lại đi bền lâu rồi các bạn nhé. Cho nên là mình lau từ trong ra ngoài để cho nó được sạch sẽ các bạn.